Nói về cái lũ yêu tinh này anh chị em ơi, Tấn Nguyễn Nhiên chào, Hiếu đâu Phượng đâu, vô ủng hộ Thái Ngọc Nhiên, mời hai đứa em lên chửi cái đám súc vật bao que xỏ lá chúng mày. Anh chị em chia sẻ lên cái đấu trường mà của bao que đó. À a xà nữ, lũ ba que chúng mày là lũ chó má, lũ súc vật, lũ trâu xanh mọi gợ ha. Lũ chúng mày chờ cơ hội đảng nhà nước ra lực gì đó ha, giúp đỡ để cho đất nước Việt Nam á, phát triển lên, giúp cho bà con người dân có công ăn việc làm, thì chúng mày nhờ cái đó mượn gió bẻ măng. Cái lũ yêu tinh quỷ quái, cái đám ba que súc vật chúng mày là chó má ha, chúng mày mượn gió bẻ măng. À, đặc khu kinh tế 99 năm nè. À Tân Phong Kiến vô hả nữa hả, cái thằng bao que súc vật chó đẻ trâu xanh mọi gợ, mày lóng lũ tai ra mày nghe tao nói nha. Sơn Tùng, cái đám yêu tinh mọi gợ có lũ chủ chúng mày á, tụi mày bắt đầu từ ngày hôm nay tới ngày 15 tây tháng 10, 15 tây tháng 6 đúng không, chúng mày kêu gọi bà con tao kêu gọi kia, mày kêu gọi những cái thằng thằng mà bại não của đám chó đẻ súc vật của lũ chúng mày đi biểu tình đi, thì tao kêu gọi bà con nhân dân mỗi người để trong nhà dài bọc cứt tại trên thành phố đó, những anh chị em có gia đình tại thành phố đó ha, mỗi nhà ỉa sẵn dài bọc cứt để cứt nó, đừng có ỉa vô trong toilet, cứ ỉa cứt vô bọc đi. Cái chờ cái đám biểu tình nào mà đi đi ngang ở trên lầu mình thấy cứt xuống cái đám biểu tình đó cho tôi. Như vậy đó ha, bà con quần chúng nhân dân hãy bắt đầu ỉa cất sẵn, từ nay bắt đầu ỉa cất sẵn, để sẵn trong đó đi, đừng đĩa vô trong toilet đấy. Thầy cất lên đầu có đám chó đẻ nào mà kéo biểu tình, cứ kéo kéo biểu tình là bà con cứ thầy cất lên vô cái đám đó cho tôi, địt con mẹ lũ chúng mày nghe chưa ha, chúng mày mượn gió bẻ măng hả các con hả. Tụi bay biết cái khu đặt mà khu đặt khu kinh tế là gì không hả, tụi bay biết đặt mà kế sách nhà nước đi như thế nào không hả, hả tụi bay biết cái đặt khu kinh tế đó kế sách đảng nhà nước ta làm như thế nào không. Đảng nhà nước Việt Nam này là ông cố nội của đội lũ chúng này ha, là ông cố nội của Trung Quốc, đầu quá lắc hết kêu rồi, của thằng Mỹ luôn. Đảng nhà nước này á nha, tao nói cho tụi lũ lũ chúng mày biết, đảng nhà nước quân đội nhân dân ta là ông cố nội của cái đám giặc cỏ của chúng mày. Chúng mày đừng có mượn gió bẻ măng, tao nói cho chúng mày biết, gia đình tao là gia đình người dân ha, con cái tao còn nhỏ đủ con đĩ mẹ chúng mày phải chửi lũ chúng mày ha. Tại sao tao không sợ cái gì mà tao không dám chửi lũ chúng mày, càng lúc này tao càng chữ lũ chúng mày thêm, nên cho lũ chúng mày cấm cái mọn có mọn chúng mày lại ha, đụ đỉ mẹ tụi bọn chúng mày ha. Bọn chúng mày làm gì, kêu gọi biểu tình hả, bớ bà con, bớ bà con, ai là người dân Việt Nam yêu nước từ trong nước đến hải ngoại, người dân yêu nước thì nên nhớ cái điều này, đảng nhà nước ta và quân đội nhân dân ta đánh tất cả các mà đánh tất cả lũ giặc ngoại xâm thì không có cái gì mà để mà đi bán đất bán đảo cho cái đám giặc, không bao giờ mắc mưu đảng và giặc không mắc mưu mà của giặc ngoại xâm. Bà con nên nhớ điều đó, hãy tin tưởng vào đảng nhà nước, đừng có gì nghe nói đặc khu kinh tế đó, đừng có nói gì đặc khu kinh tế là của Trung Quốc gì. Bà con nên nhớ rằng đặc khu kinh tế là một cái khu đó, một cái đảo của quốc đó ha, là tất cả nước về đó đầu tư vô, mở công ty, thành lập công ty, mở nhà hàng quán qua khách sạn lên đó để làm chi, tạo công ăn việc làm cho con em chúng ta, để con em chúng ta sau này không còn đi làm nô lệ cho tất cả những nước Trung Quốc, Đài Loan hay Singapore hay Mã Lai hay đi Hồng Kông hay là Mỹ đâu đó. Đảng nhà nước ta lúc nào cũng vậy, làm cái gì cũng phải để cho con người dân mình nha, có công ăn việc làm, để đẩy cái đất nước Việt Nam mình phát triển lên cùng bằng thế giới. Như vậy đó mà là nở lòng nào cái đám bao que chó đẻ súc vật này
nó nhờ cái cơ hội mượn gió bẻ măng khu đặc người đặc khu kinh tế này, bắt đầu nó nói là nhà nước ta cho thuê đất, cho thuê đất Trung Quốc 99 năm. Dạ kính thưa bà con, mình cho thuê chứ đâu có mắc đất. Còn thằng Mỹ nó bán đất đó, bà con thấy không, thằng Mỹ thằng Anh nó bán đất đó, thằng Nhật nó bán luôn đó, thằng Mỹ nó bán nguyên một cái thị trấn đó cho thằng Trung Quốc đó, bà con thấy không, có mắc không hả? Khi mà chúng ta ở đây đảng nhà nước chúng ta có cho thuê thằng đó thì nó nằm quản lý của đảng nhà nước mình.